Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng anh chị em. Kính thưa quý ông bà anh chị em, hôm nay là Chúa Nhật tuần thứ 26 mùa thường niên 5B. Phụng vụ lời Chúa hôm nay là lời mời gọi chúng ta sống và bước đi trong ơn của Chúa Thánh Thần, để có thể chia sẻ, để có thể hợp tác và để có thể có được niềm vui, bình an và hạnh phúc. Vậy chúng ta cũng cầu nguyện cho nhau để tất cả mỗi người ý thức đời sống Công giáo là bước đi Chúa trong ơn cùng Chúa anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, ông Gioan nói với Đức Giêsu rằng: Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản vì người ấy không theo chúng ta. Đức Giêsu bảo: Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Kitô, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn. Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã thì chặt nó đi, thà cụt một tay mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hỏa ngục, phải vào lửa không hề tắt. Nếu chân anh làm cớ cho anh sa ngã thì chặt nó đi, thà cụt một chân mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai chân mà bị ném vào hỏa ngục. Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã thì móc nó đi, thà chột mắt mà được vào nước Thiên Chúa, còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hỏa ngục, nơi giòi bọ không hề chết và lửa không hề tắt. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, hôm nay chúng ta cùng nhau để suy niệm sống trong ơn của Chúa Thánh Thần là thế nào. Chắc chắn rằng đời sống Kitô hữu của chúng ta là đời sống sống trong ơn của Chúa Thánh Thần. Hay nói một cách khác, mỗi ngày đức tin, đức cậy, đức mến của chúng ta được thăng tiến nhờ sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Thánh Phaolô đã chỉ ra về những hoa quả của ơn Chúa Thánh Thần, đó là công chính, đó là bình an, đó là nhân hậu, đó là kiên nhẫn, đó là từ tâm, đó là bác ái, đó là chia sẻ và những điều tương tự như vậy. Thế nên đời sống Kitô hữu của mỗi người chúng ta cần có những điều cụ thể, và lời Chúa hôm nay soi dõi cho chúng ta về những điều cụ thể đó. Trước tiên trong sách Dân Số là sách thứ tư ở trong bộ Ngũ Thư gồm 5 quyển sách. Và sách Dân Số có tên là Dân Số là bởi vì Mô-xê đã làm một cuộc điều tra về dân số trước khi dẫn dân vào trong đất hứa. Và những tra chương đầu của sách Dân Số đều nói về cuộc điều tra dân số này. Sau đó là nói về cuộc xuất hành của dân Chúa ở trong hoang mạc. Và Mô-xê đã phải lãnh đạo một dân cứng đầu cứng cổ. Dân luôn kêu trách Mô-xê
tại sao ông đưa chúng tôi ra khỏi đất Ai Cập? Đương nhiên đất Ai Cập là một đất mà thống trị họ, bắt họ nô lệ. Nhưng mà ít là họ còn được ăn, còn được ngủ, còn bây giờ ở trong hoang mạc thì chúng tôi lại phải chết đói, chúng tôi lại thiếu nước, chúng tôi lại thiếu ăn, rồi biết bao nhiêu những nguy hiểm khác. Đúng là một dân cứng đầu cứng cổ. Nhưng mà Đức Chúa đã ngự xuống giữa đám mây và nói chuyện với Mô-xê. Sau đó thì Đức Chúa đã lấy một phần thần khí của Mô-xê mà chia và đặt trên đầu của 70 kỳ mục. Có nghĩa rằng Thánh Thần của Thiên Chúa xuống trên 70 vị này để các vị cộng tác với ông Mô-xê và lãnh đạo cái đám dân cứng đầu cứng cổ lúc đó. Và khi mà thần khí đã đậu xuống trên 70 vị thì các ông bắt đầu nói lời ngôn sứ. Thế nên đúng là Thiên Chúa ban thần khí của Người để mà Mô-xê có khả năng và có cơ hội làm lãnh đạo một dân cứng đầu cứng cổ. Rồi xảy ra một chuyện là trong thành có hai người tên là Endad và Medad không cùng ở trong nhóm 70 ở trong lều. Khi Thánh Thần Chúa hiện xuống thì các ông lại nói lời ngôn sứ, và ông Joshua đã thưa với Mô-xê là: thưa thầy, xin thầy ngăn cản họ. Xem ra các ông vẫn có tính cục bộ, các ông vẫn chưa nhận ra rằng Thánh Thần đang được ban xuống một cách gọi là rộng rãi, hào phóng và tự do. Và Mô-xê trả lời một câu này không phải chỉ là cho dân Chúa lúc bấy giờ, mà là cho toàn thể giáo hội từ xưa cho đến nay và mãi về sau. Phải chi Đức Chúa ban thần khí trên toàn dân của Người để họ đều là ngôn sứ. Đây là một lời mong ước để toàn dân có được ơn ngôn sứ, ơn của Chúa Thánh Thần. Đây là lời cầu nguyện để toàn dân được đầy tràn Thánh Thần và nói ngôn sứ. Thế nên đúng là Thiên Chúa vẫn ban thần khí của Người, vẫn ban Thánh Thần của Người trên giáo hội, trên xã hội và trên những con người có đầy đủ những yếu tố, những dữ kiện cần thiết. Công đồng Vatican II khi nói về mối tương giao giữa Kitô giáo và các tôn giáo khác có nói thế này: là nơi các tôn giáo khác vẫn có những điều thánh thiện và tốt đẹp, và đó chính là hoạt động của ơn Chúa Thánh Thần, và chính điều đó sẽ là mở đường để cho họ có khả năng đến với niềm tin Kitô giáo. Cũng giống như ở trong sách Tin Mừng thì Thánh Gioan cũng đã thưa với Chúa Giêsu: chúng con có thấy một số người lấy danh thầy mà trừ quỷ và chúng con đã ngăn cản họ. Đúng là óc cục bộ, rồi chỉ có nghĩ đến nhóm của mình, coi như một sự độc tôn vậy. Nhưng Chúa Giêsu bảo đừng ngăn cản người ta. Có nghĩa rằng Chúa Thánh Thần hoạt động dù những người đó không thuộc về nhóm của chúng ta, những người đó không cùng quan điểm, không cùng chính kiến, không cùng với chúng ta để mà hoạt động, nhưng mà Chúa Thánh Thần vẫn đổ tràn ơn của Người để mà sinh ích cho giáo hội, cho Thiên Chúa và cho nhân loại. Có lẽ một trong những điều mà chúng ta cần lưu ý khi nói về những hoạt động mục vụ, những công tác, hay là nói chung những công việc mà phục vụ giáo hội cũng như phục vụ nhân loại, đó chính là sự khác biệt. Bởi vì Thánh Thần vẫn đang làm việc ở nơi những sự khác biệt đó, khác biệt về cá tính, khác biệt về tuổi tác, khác biệt về học thức, khác biệt về nhiều thứ ở trong một con người, rồi về văn hóa, về xã hội, về nhóm, về tập quán, vân vân. Tất cả những sự khác biệt đó Thánh Thần sẽ làm cho được hài hòa để mà hướng đến một mục tiêu, để làm vinh danh Thiên Chúa,
và phục vụ cho hạnh phúc của nhân loại. Thế nên Chúa Thánh Thần luôn là đấng ân ban thiêng liêng cũng như ân ban và vật chất. Ở đây Thánh Gia-cô-bê Tông Đồ chỉ ra cho chúng ta một ân ban một cách cụ thể mà Chúa Thánh Thần mời gọi chúng ta để thực hiện, đó là sự chia sẻ. Thánh Gia-cô-bê nói với những người giàu có rằng: các ngươi đừng có than van rên rỉ, bởi vì tai họa sắp đổ xuống trên đầu các ngươi. Ta cần nhớ lại rằng vào những thế kỷ đầu của Kitô giáo luôn có những khuynh hướng và có người ta vẫn nghĩ rằng Chúa sắp đến, tức là sẽ có tai họa đổ xuống trên đầu. Và chính vì Chúa sắp đến như vậy là ngày tận thế, không còn sinh hoạt, không còn làm việc. Và có những người đã bỏ tất cả mọi công ăn việc làm, bỏ tất cả mọi quan tâm chăm sóc, mọi sinh hoạt để mà vui chơi thôi. Thế nên Thánh Phaolô trong thư gửi cho tín hữu Tessalonica mới nói về những con người như thế, đó là ai không làm thì đừng ăn. Câu này không hoàn toàn có ý để mà cổ võ cho cái việc ta gọi là lao động là vinh quang. Bởi vì trong thực tế lúc bấy giờ, trong thế kỷ thứ nhất, người ta chỉ mong chờ Chúa đến rồi không chịu làm việc và làm cho cuộc sống của cộng đoàn xáo trộn, làm cho nhiều người gọi là không còn quan tâm đến đời sống chung, và điều đó gây tác hại rất lớn. Thế nên cần phải hành động, cần phải làm việc bình thường. Rồi Thánh Gia-cô-bê còn nói mạnh nữa là tài sản của những người giàu có đó sẽ hư nát, quần áo thì bị mối mọt ăn, và thậm chí vàng bạc cũng sẽ bị rỉ sét. Quả thật như quý ông bà anh chị em biết, vàng bạc thì làm sao mà rỉ sét được, chỉ có sắt nó bị oxy hóa thì mới rỉ sét. Nhưng câu thứ hai mới là câu quan trọng, vì chính rỉ sét ấy là bằng chứng buộc tội các người, và nó sẽ như lửa thiêu hủy xác thịt các người. Đây là một lối nói mạnh mà Thánh Gia-cô-bê Tông Đồ muốn nói với những người mà không biết chia sẻ, không biết bác ái. Là bởi vì người ta chỉ khư khư giữ lấy tiền bạc của cải của mình, và chính vì như vậy điều đó xem ra như vàng bạc không thể rỉ sét được, nó khó xảy ra và không thể xảy ra rỉ sét. Nhưng vẫn là lời tố cáo, là bằng chứng buộc tội những con người không biết chia sẻ, thiếu bác ái trước tòa của Thiên Chúa vào ngày sau hết. Nhất là Thánh Gia-cô-bê lại còn nhắc lại một điều luật đã có từ thế kỷ thứ 5, thứ 6 trước Chúa Giáng sinh. Đó là nếu một người làm công và đến cuối ngày người chủ không trả đủ tiền công cho người làm công đó mà giữ đến ngày hôm sau, thì người đó sẽ mang tội trước mặt Đức Chúa. Thánh Gia-cô-bê nói: các người đã gian lận mà giữ lại tiền lương của những thợ đi cắt lúa trong ruộng của các người. Tiền lương đó đang kêu lên oán trách các người, và tiếng kêu của những thợ gặt ấy thấu đến tai Chúa các đạo binh. Và quả thật chúng ta biết rằng ngay cả trong sách Huấn Ca, đó là sách vào thế kỷ thứ nhất trước Chúa Giáng sinh, ở chương 34 có nói: ai mà tước đoạt những phần thực phẩm ít ỏi của một người nghèo, đúng là hút máu của họ. Và ai mà cướp phương tiện của những người nghèo để họ không thể sống được thì sẽ bị mắc tội trước mặt Thiên Chúa. Thế nên rõ ràng ân ban để ta có thể chia sẻ cho anh chị em mình, đó là của cải vật chất và những gì mà chúng ta có. Rồi trong bài tin mừng thì Chúa Giê-xu lại đưa ra một chỉ dẫn, đó là đừng có nên cớ vấp phạm cho những kẻ bé mọn đang tin Chúa đây. Ta biết rằng cái từ cớ vấp phạm giống như là ta đặt một viên đá trước bước đường đi của một ai đó, và người đó sẽ vấp phải viên đá đó và sẽ bị té nhào xuống, và đương nhiên họ sẽ bị thương tích. Điều này theo nghĩa đen là như vậy.
Nhưng mà cỡ vấp phàm ở đây thì người ta có thể thấy rõ ở trong những cộng đoàn, trong cộng đoàn sơ khai cũng như cộng đoàn giáo hội hôm nay, có những người đức tin mạnh mẽ lắm, có những người kiên định trong đời sống đức tin, nhưng mà cũng có những người đức tin còn yếu kém và thiếu kiên định trong đời sống đức tin. Và đó là những kẻ bé mọn dễ bị vấp ngã. Nếu ai mà làm cho những kẻ bé mọn phải vấp ngã thì thà buộc gối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn. Chúa Giêsu nói mạnh mẽ như thế để cho chúng ta hiểu được rằng cớ vấp phạm luôn là một cái bước ngàn đường, nó là cục đá và làm cho người ta phải bị té ngã. Rồi hơn thế nữa, Chúa Giêsu còn chỉ ra những điều mà nếu chúng ta hiểu theo nghĩa đen thì quả thật phải nói thẳng rằng tất cả chúng ta ở đây có thể là người cụt tay, cụt chân hay thậm chí mù mắt nữa. Nhưng ở đây là một lối nói mạnh để mà thấy được rằng người ta có thể làm cớ vấp phạm cho những người bé mọn trong lời ăn tiếng nói của mình. Người ta có thể làm cớ vấp phạm cho những hành động của mình, cho mọi khía cạnh của cuộc sống nếu người ta không cẩn trọng. Thế nên hôm nay chúng ta được nghe lại lời Chúa này để xác tín lại một lần nữa rằng đời sống Kitô hữu là đời sống lớn lên trong ơn của Chúa Thánh Thần mỗi ngày. Và ơn đó được thể hiện một cách cụ thể, đó là chia sẻ, là bao dung, là hợp tác và không có sự cách biệt. Thế nên hôm nay chúng ta được nghe lại những lời này để chúng ta cầu nguyện cho nhau, để tất cả mọi người mỗi ngày được có niềm vui, bình an và hạnh phúc nhờ lớn lên trong ơn của Chúa Thánh Thần. Amen.